Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh Đức không muốn tách mình khỏi Trung Quốc, nhưng đồng thời muốn đa dạng hóa thương mại và chuỗi cung ứng nhằm củng cố khả năng phục hồi của mình. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được đạn chùm mà Mỹ hứa hẹn sẽ giúp tăng cường cuộc phản công của Kyiv, theo chỉ huy quân sự cấp cao của hai nước. Tướng Mỹ cho rằng Washington và các đồng minh cần đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan trong những năm tới nhằm giúp hòn đảo tự vệ. Ngày 13 tháng 7, Nghị viện châu Âu đã thông qua kế hoạch tăng cường sản xuất đạn dược và tên lửa của Liên minh châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ Đức ngày 13 tháng 7 đã lần đầu tiên thông qua chiến lược riêng đối với Trung Quốc. Trong bản chiến lược, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh Đức không muốn tách mình khỏi Trung Quốc, nhưng đồng thời muốn đa dạng hóa thương mại và chuỗi cung ứng nhằm củng cố khả năng phục hồi của mình. Bản chiến lược nêu rõ, việc tập trung vào một vài hoặc chỉ một quốc gia xuất xứ đối với các sản phẩm sơ cấp, trung gian và cuối cùng có thể dẫn đến sự phụ thuộc ở các lĩnh vực quan trọng. Đại dịch COVID-19 đã cho thấy sự phụ thuộc đó, chẳng hạn như trong công nghệ y tế và dược phẩm. Ngoài ra còn có những phụ thuộc trong các lĩnh vực then chốt khác, chẳng hạn như đất hiếm và các tiền sản phẩm cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Ý tưởng cốt lõi trong chiến lược đối với Trung Quốc của chính phủ Đức là giảm rủi ro trong quan hệ kinh tế, giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc nhưng không phá vỡ quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất này của Đức. Chúng tôi mới nhận được chúng tôi chưa sử dụng chúng, đạn chùm, nhưng chúng có thể thay đổi hoàn toàn, chiến trường, tướng Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy quân đội ở phía nam Ukraine, nói với CNN ngày 13 tháng 7. Kẻ thù cũng hiểu rằng với việc có được loại đạn này, chúng tôi sẽ có lợi thế, tướng Tarnavsky nói thêm, đồng thời tuyên bố lực lượng Ukraine sẽ không triển khai loại vũ khí này ở những khu vực đông dân cư. Trung tướng Mỹ Douglas Sim sau đó cũng đã xác nhận thông tin trên, nói rằng đạn chùm đang ở Ukraine, theo AFP. Khi được hỏi về tốc độ tiến công, chậm hơn dự kiến trong cuộc phản công của Ukraine, ông Sim nói với các nhà báo rằng đây là cuộc chiến gian khổ, ở trong địa hình thực sự khó khăn. Trong tuần trước, Mỹ đã tuyên bố sẽ cung cấp đạn chùm cho Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến chống lại các lực lượng Nga, bất chấp những lo ngại về rủi ro lâu dài gây ra cho dân thường bởi những quả đạn nhỏ không phát nổ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng quyết định cung cấp đạn chùm là rất khó khăn, nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine cần thêm đạn để bổ sung kho dự trữ đã cạn kiệt. Trong khi đó, hãng tin TASS hôm 14 tháng 7 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay Nga sẽ đưa ra phản ứng tương xứng đối với khả năng sử dụng đạn chùm của lực lượng vũ trang Ukraine. Nga nhận thức được mối nguy hiểm mà đạn chùm gây ra cho dân thường. Đó là lý do tại sao Nga chưa bao giờ sử dụng chúng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, nếu lực lượng vũ trang Ukraine quyết định sử dụng loại đạn này, Nga sẽ buộc phải đưa ra một câu trả lời tương xứng, bà Zakharova nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với tạp chí International Life. Tốc độ mà chúng tôi, Mỹ, hoặc các quốc gia khác hỗ trợ Đài Loan, cải thiện khả năng phòng thủ của họ, có lẽ cần phải tăng tốc trong những năm tới, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói với các phóng viên trong chuyến thăm Tokyo, Nhật Bản hôm 14 tháng 7. Tướng Milley cho biết, Đài Loan cần các vũ khí như hệ thống phòng không, và những vũ khí có thể nhắm mục tiêu vào tàu từ đất liền. Tôi nghĩ điều quan trọng là lực lượng phòng vệ Đài Loan và khả năng phòng thủ của họ phải được cải thiện, tướng Mỹ nhấn mạnh. Từ năm 2022, Đài Loan đã phàn nàn về sự chậm trễ của Mỹ trong việc chuyển giao vũ khí như tên lửa phòng không Stinger khi các nhà sản xuất chuyển nguồn cung sang Ukraine, nơi xung đột đang diễn ra. Vấn đề này khiến một số nhà lập pháp Mỹ lo ngại. Đài Loan cho biết chi tiêu cho hoạt động phòng vệ vào năm 2023 sẽ tập trung vào việc chuẩn bị vũ khí và thiết bị để đối phó với kịch bản phong tỏa toàn diện của Trung Quốc. Trung Quốc liên tục tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan và điều máy bay, tàu chiến áp sát hòn đảo. Tướng Milley nói rằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức rất thấp và các cuộc gặp ngoại giao gần đây, bao gồm giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị, rất quan trọng để giảm nguy cơ leo thang căng thẳng. Tướng Milley cũng cho biết Mỹ đang xem xét liệu có cần thay đổi nơi đóng quân của một số lực lượng Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương hay không. Phần lớn các lực lượng của Mỹ trong khu vực tập trung ở Đông Bắc Á, bao gồm 28.500 quân ở Hàn Quốc và 56.000 quân ở Nhật Bản. EU trước đó đã cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo 155mm trước mùa xuân năm sau. Theo kế hoạch, EU sẽ đầu tư 500 triệu euro cho việc thực hiện cam kết của mình. Tên lửa, đạn dược đã cạn kiệt ở châu Âu kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022. Số tiền trên cũng sẽ được sử dụng
để hiện đại hóa và tăng sản lượng trong các kho vũ khí hiện có, xây dựng các nhà máy quốc phòng mới, đồng thời hiện đại hóa các loại đạn dược đã lỗi thời, cũng như đào tạo lại nhân viên trong các nhà máy quốc phòng. EU nhất trí về kế hoạch trị giá 545 triệu đô la Mỹ tăng cường sản xuất đạn dược, nhằm nhanh chóng viện trợ cho Ukraine và bổ sung kho dự trữ của khối. Trước đó, các nhà đàm phán Liên minh châu Âu vào ngày 7 tháng 7 nhất trí với các điều khoản của đạo luật hỗ trợ sản xuất đạn dược ASAP nhằm đẩy mạnh sản xuất đạn pháo và tên lửa của khối. Đây là bằng chứng tiếp theo cho thấy cam kết vững chắc của EU trong hỗ trợ Ukraine, bà Margarita Robles, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, nói. Theo kế hoạch, ASAP sẽ bơm 545 triệu đô la Mỹ cho các công ty đang tìm cách tăng cường năng lực sản xuất đạn pháo và tên lửa trong khối để hỗ trợ họ tăng công suất. EU hy vọng, với kế hoạch này, năng lực sản xuất của khối sẽ tăng lên 1 triệu quả đạn pháo một năm trong vòng 12 tháng tới, trong lúc các đồng minh châu Âu đang gặp khó khăn về duy trì nguồn hỗ trợ cho Ukraine. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.